係呢家我知啊，我喺頭喺抖音睇到，係啊，係啊。OK OK 啊，有什麼就夾着吃啊。把这个背包给他们。要我拿一点吗？安全上，没事的。OK。这边不堵盖子呢，不贴盖子。Đây là cách thanh toán tiền bên Trung Quốc. Họ sử dụng toàn ví điện tử mà. Và mọi người thấy không? Hồi nãy giờ tụi mình ăn là 85 tệ hả chị? Đúng rồi, 85 tệ nhé. Và được thanh toán như vậy. Ồ. Tinh, đã sang. 85 tệ nha, cho 4 phần ăn của chị kiểm tra kìa. Chị đang kiểm tra. Xin chào mọi người, sáng hôm nay thì Phong sẽ đi dạo ở thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và đây là khu tự trị của dân tộc Trang. Và hôm nay thì Phong sẽ thuê xe nè, đi đến một cái chợ pháo, đốt pháo cho mọi người xem. Ở đây thì gần như là các cái việc thanh toán họ không sử dụng tiền mặt và họ sử dụng bằng ví điện tử. Và chút ở đây thì Phong sẽ cho mọi người xem cách thức thuê xe như thế nào. Ở bên này giá cực kỳ rẻ, khoảng 30.000 đồng thôi. Mọi người có thể đi thoải mái trong vòng một ngày. Và ngoài ra thì gần như là ở đây thì mọi người ngủ dậy rất là trễ. Bây giờ là 10 giờ rồi, nhưng mà các cửa hàng Lê He mới vài cửa hàng mới mở cửa thôi. Và mọi người thấy không khí nó rất là vắng lặng không ạ? Bây giờ thì 10 giờ sáng nhưng mà rất ít cửa hàng mở cửa. Và mọi người mới bắt đầu dọn ra. Và ở phía trước mọi người thấy ở khu tự trị này, họ có những cái bảng song ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Việt và kể cả tiếng Anh. Phía như thí dụ mọi người thấy phía bên tay trái là đường Giải Phóng này, ở phía thẳng thì đại lộ Bắc Luân, rồi phố Nông Thương, đường Bắc Giao. Và đặc biệt thì ở đây mọi người thấy có một hệ thống camera, nó quan sát rất là cụ thể và thậm chí là mỗi khuôn mặt của mỗi người sẽ được quản lý bằng một cái ID. Và chỉ cần ra ngoài đường thôi thì chính quyền họ biết được rằng là người đó đã từng vi phạm gì, bị phạt như thế nào, và họ còn đánh giá cái chỉ số của công dân nữa. Ví dụ con người đó từng đi tù hoặc là vi phạm nhiều lần thì sẽ được đánh giá mức độ xấu. Thì đây là những cách mà chính quyền Trung Quốc quản lý con người. Và đây là những cái phương tiện xe điện công cộng. Người dân ở đây thì mỗi ngày được phép sử dụng 3 lần miễn phí nha mọi người. Có nghĩa là chỉ cần sử dụng một cái app ứng dụng đó là WeChat, quét cái mã này và có thể sử dụng xe điện miễn phí và có thể vứt ở chỗ nào tùy thích. Thì khi mà chính quyền họ sẽ quản lý bằng cách là họ thấy được rằng là xe gần hết điện, họ sẽ đến khu vực đó họ thu gom và đem đi sạc. Và đây là những chiếc xe, nhưng mà do mình không có hộ khẩu giấy tờ ở Trung Quốc cho nên mình không thuê được. Còn bình thường thì người dân thì họ được quản lý bằng khuôn mặt, họ quản lý bằng thông tin cá nhân cho nên là họ có thể thuê được nha. Giá nó nếu mà sau 3 lần sử dụng miễn phí thì mọi người tiếp tục có thể thuê lần thứ tư với giá là 10 đài tệ, tức là 35.000, và có thể đi hết bình luôn, thoải mái. Còn đây là một cái cửa hàng bán đũa, tre, thớt giống như ở Việt Nam ha. Bên kia thì một cái cửa hàng bán cà phê Việt Nam kìa. Cà phê G7 ở Trung Nguyên. Tại vì đây nó gần với biên giới Việt Nam á. Và đây là một khu tự trị, cho nên là hàng hóa Việt Nam được nhập khẩu qua đây khá là nhiều. Có cà phê Trung Nguyên rất nhiều nha. Và đây là một cái tuyến phố họ đang sửa chữa lại vì sau 3 năm ở Trung Quốc kiểm soát chặt về tình hình dịch bệnh, cho nên bây giờ họ bắt đầu mở cửa rồi. Và mọi thứ cũng đang dần dần phục hồi. Và đây là con đường dẫn ra phía hướng về Việt Nam. Thi thoảng mọi người đi trên cái trục đường này sẽ bắt gặp những cái bảng hiệu có dòng chữ tiếng Việt. Mọi người có lưu ý thấy không? Ở đây không nghe tiếng còi xe. Hoặc là có nhưng mà rất hiếm. Người ta bóp còi khi trường hợp người ta cảnh báo ai đó thôi. Còn đây là những chiếc xe điện mà một vài người họ đã thuê. Xe điện công ích, xe điện của chính phủ Trung Quốc. 3 lần đầu tiên thì sẽ được miễn phí nha. Hàng Trung Quốc thì vô cùng phong phú, đặc biệt là những cái sản phẩm liên quan tới mặt hàng điện tử, vừa rẻ vừa phong phú, nhưng mà bù lại thì thật sự cái chất lượng nó cũng không có được đảm bảo. Đây là cái chiếc xe xe lam giống như ở Việt Nam này.
xe ba gác chứ lộn, xin lỗi, xe ba gác. Mới nghe được tiếng còi thôi. Mình sẽ đi sang một con hẻm nhỏ để mọi người thấy được rằng cái cuộc sống ở bên trong những con hẻm nhỏ nó có thực sự sầm uất hoặc là thực sự hào nhoáng như những cái tuyến phố lớn không. Và đây là một con đường nhỏ, vẫn thấy có những cái hàng quán này mà người ta chất những cái kho hàng để nhập nông sản từ Việt Nam sang để vận chuyển đi một số tỉnh khác. Ở Trung Quốc thì tỉnh này đi tỉnh nọ nó khá là xa. Thậm chí là từ đây, hiện giờ Phong đang ở thành phố Đông Hưng, một thành phố nó dân cư đông đúc, ngang ngửa với thành phố Đà Nẵng. Thì để đi hết cái tỉnh Quảng Tây Trung Quốc thì có khi là diện tích nó đi bằng gấp đôi diện tích Việt Nam. Và từ cái tỉnh Quảng Tây này mà Phong đi tới cái tỉnh gọi là giáp ấy, Quảng Châu đi, thì Phong còn đi, nếu đi đường bộ thì Phong đi phải vài ngày. Những kiến trúc nhà ở đây thì gần như là họ xây khá kiên cố. Tuy nhiên thì thực sự thì họ không xây cái sặc sỡ như kiến trúc nhà ở bên Việt Nam. Họ xây chủ yếu là những cái vách tường cứng cáp thôi. Ở sầu riêng Việt Nam này. Một ký sầu riêng ở đây thì có giá nó khoảng 500 cho đến 600 ngàn đồng tiền Việt Nam. Đây mình thuê xe đi hả anh? Đi xe đi cái gì không? Đi xa không? Không, đi quần quần thôi. Một hai tiếng đồng hồ thôi à. Ờ đi đi cái xe này, xe cho đi cái xe này này, đi cái hai xe này. Đây đi xe. Ok. Đây đi xe kia. Con này xấu đấy. Xe này đẹp á, xe này mới nữa không ơi. Xe này khi sáng thì ngồi qua thì người ta rất thích người. Xe thì mới. Yeah. Nếu không ơi. Này đi cho một cái chứng minh thư mới được qua hai xe ba. À cho 30 đồng được rồi. 30 đồng ha. Lấy ít thôi à, không lấy nhiều đâu. Hai chiếc 30 đồng. Hai chiếc 30 đồng à. À đây. Đi cái nếu là trả xe thì vào cái đường này, đi cái đường này được rồi nhá. Cái đường này không đi được rồi. Ok. Ừ. À cái đường này cái gì? Khi nào trả xe thì nếu là 10 đến đây. Nếu muốn trả mai trả xe là mai à. Ê. À. Cho 30 đồng về cho tiền này. 30 đồng là tiền Việt Nam bao nhiêu ta? 100 nghìn. 100 nghìn. Em còn tiền lẻ không? Em còn tiền chung không? Anh không có tiền chung. Lấy giúp em. Đó, đi người cái xe này tốt đi. Cái xe bé bé các thứ không tốt đi đâu. Đi đi à, biết rồi. 30 đồng. Ờ, 30 đồng. Ờ. Rẻ thôi mà, ở đây thuê xe. Đi một người. Không cần đóng bảo hiểm. Không cần đóng gì. Không cần. Bên này không cần. Ok. Yeah. Ok. À chạy đi chơi bây giờ à, đi chạy cái xe này à, đi chạy à, không được đi ngược đường nhá. Okay. Không được chạy vào cái xe người ta có hai trường, không được chạy xe vào cái xe ô tô nhá. Thôi công an nó hay ở cái bên kia, như là có một đường đi thì chạy không việc gì. Nếu là có hai đường ấy, nhiều cái nó có công an ấy, nó từ 10 giờ nó bắt xe đến 11 giờ. Thế. Rồi, okay. Thì chạy cái đường bé bé à, nó có hai đường, một cái đường chạy ô tô, một cái đường bé này, chạy vào chung cái này được rồi. Okay. Được rồi. Không thì cái hôm mà cái thằng kia không biết là nó chạy vào cái đường ô tô, người ta bắt là cái xe biển bé người ta không bắt đâu. Ờ, xe điện mà, xe điện quên. Tự nhiên mình đè. Quên đi chứ, em đè quá trời luôn, xe điện. Mọi người thấy không, mình đang đi xe điện này, khá là êm và không gây ồn ào. Xe chạy không nghe tiếng động luôn á. Này đường 2 chiều hả? Ô 1 chiều 2 chiều anh.
Bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái chợ nổi tiếng, đó là chợ Vạn Chúng, cái chợ mà có khá là nhiều khách du lịch Trung Quốc, kể cả khách du lịch Việt Nam đến đây để mua sắm. Đó, mọi người thấy cái hệ thống camera họ chụp nè, họ chụp liên tục để họ quản lý của người á. Đó. Mình về mình đi đường này ha. Ở đây là một cái hệ thống camera vô cùng hiện đại của Trung Quốc. Mọi người có thể thấy là lúc nào cũng lâu lâu cũng chớp đèn lên á, thì họ sẽ chụp hình lại nhận diện khuôn mặt của mỗi con người. Và trên khuôn mặt của mỗi người thì sẽ lưu trữ lại những cái vi phạm và biết được là mỗi công dân sẽ đi đâu. Còn đây là cái cửa khẩu Đông Hưng, phía bên kia là cửa khẩu Móng Cái, và ngay lúc này cũng khá là đông đúc. Những cái người Việt Nam, những người Trung Quốc, họ đang làm các cái thủ tục để đi sang bên kia. Khá là sầm uất ha mọi người. Sau khi thuê chiếc xe máy này có giá là 15 đài tệ, khoảng 40 mấy ngàn tiền Việt Nam thôi, thì Phong có thể sử dụng đi trong ngày thoải mái luôn. Có thể là thậm chí là sáng mai trả cũng được. Người ta quy định là đi vòng 24 tiếng đồng hồ. Với cái chi phí xe điện giá 4 mấy ngàn, 50 ngàn thì mình nghĩ rằng là tương đối rẻ đúng không ạ? Và đang đi dạo trên cái đường phố này mọi người thấy không? Cái tiếng động cơ bằng xe điện á, và các cái phương tiện xung quanh đây thì không quá ồn ào. Chỉ có ồn khi mà đi qua một vài cửa hàng người ta mở nhạc thôi. Và thi thoảng thì sẽ gặp rất là nhiều cái camera. Đây là những camera để giám sát lại cái mọi hoạt động phạm pháp của người dân. Vì vậy thì ở đây người ta chấp hành pháp luật khá là nghiêm, vì họ sợ rằng là họ sẽ bị cảnh sát phạt nguội. Thi thoảng thì sẽ thấy một vài cảnh sát họ đến để họ kiểm tra hành chính một vài trường hợp thôi, còn như là phần lớn là ở trong các cái trụ sở làm việc. Xíu nữa đây mình sẽ đi tới một cái trụ đèn, và ở đó thì sẽ có những cái đèn sáng flash. Đó là cái những cái bức hình mà được cảnh sát Trung Quốc họ chụp bằng cái hệ thống camera giám sát. Mỗi khuôn mặt của mỗi con người sẽ được nhận diện, mọi hành tung hoặc là mọi cái việc di chuyển ra ngoài đường đều được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống công nghệ AI. Đây, chuẩn bị tới này đó. Mỗi người đi ngang qua phải cười cho nó chụp ra đẹp. Nhìn ở trên cao không? Cho có cái đèn sáng ấy, và nó chớp ấy, nó đang chụp lại cái di chuyển của các phương tiện giao thông mọi người. Kể cả nó nhận diện được khuôn mặt của mỗi người đi qua luôn, nó là cảm biến á. Cho nên là hồi xưa ở Mỹ thì họ đã có công nghệ này rồi, nhưng dân Mỹ biểu tình và không chấp nhận cái chuyện đó, vì họ nói rằng là họ mất đi cái quyền dân chủ của họ. Và sau đó thì chính quyền Mỹ đã không còn quản lý con người bằng phương pháp đó. Tuy nhiên thì Trung Quốc với cái dân số 1 tỷ dân và rất là nhiều khu tự trị hoặc là biên giới khá rộng, cho nên là để họ quản lý được cái số lượng người lớn như vậy thì phải dùng công nghệ. Và có lẽ là người dân Trung Quốc họ cũng chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên là đường phố đi đâu của tụi mình cũng được giám sát chặt chẽ như vậy. Phố chợ đêm ngay tại thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Và ở đây thì cũng có khá là nhiều các cô dâu Việt Nam và những người Việt sang đây để có thể buôn bán hàng hóa. Và phía trước mọi người thấy là gần như là các cái sạp hàng á, họ đều có một cái mã quét thanh toán tiền. Gần như là người Trung Quốc họ không còn sử dụng tiền mặt như ở Việt Nam nữa, mà đối với họ thì mọi việc giao dịch đều xử lý qua thanh toán ví điện tử. Mọi người có thể thấy là khách họ mua ăn và họ có thể thanh toán bằng ví điện tử, gồm có WeChat Pay, một cái ứng dụng nhắn tin giống như là Zalo ở Việt Nam vậy, và bằng một cái ứng dụng thanh toán nữa đó là Alipay. Và trên các cái xe của họ sẽ dán những cái mã code như vậy. Và chút nữa thì Phong sẽ cho mọi người thấy là ở đây thậm chí là những cái bà bán hàng rong, những cái quầy hàng bình thường thôi, họ cũng thanh toán bằng ví điện tử hết. Đó, những cái món ăn đường phố này, hai vị khách họ đang thanh toán bằng ví điện tử. Ở bên này thì cái món chân gà và chân vịt là họ rất là ưa chuộng, có cả lưỡi vịt nữa. Bên này các món như này. Các món này, bên này thì mình thấy không giống như món trộn, còn bên này thì... Em nè. Có nghĩa là mỗi quầy hàng họ đều có một cái mã thanh toán như vậy hả? Có một cái mã thì mình quét tiền nhé. Còn... Nó gọi là cái mã Visa để thu tiền. Còn như em muốn sử dụng tiền mặt thì sao ta?
mặt thì mình đưa tiền mặt vẫn được. Họ thối, họ đâu có tiền mặt là thối đâu. Có chứ. Nếu mà họ có thể là có, nếu mà không có thì họ mới trả lại bằng cái tiền này. Còn nếu mình họ có tiền mặt thì họ mới trả bằng tiền này. Thôi. Đây là cửa hàng là mấy cái món Việt nha, cái xe là món Việt nha. Và có vẻ như cái con phố này cũng ngắn nhỉ. Con phố này là con phố ẩm thực mới có thôi, trước đây đã không có cái con phố này đâu nhé. Con phố này là phố lẩu dê, trước đây là phố lẩu dê nhé. Trước đây phố lẩu dê bây giờ thành phố hàng rong rồi. 3 năm trước mà trước khi mà đóng cửa ấy, thì cái phố này chuyên môn bán lẩu dê ở cái bên này. Còn cái phố ẩm thực này thì chưa có đâu. Nhưng mà sau đó thì họ quy hoạch lại. Đây là cái đường này, đường cây Solu này, từ đường cây Solu sang bên này rất là gần. Cây Solu rẽ trái, rẽ phải sang núi San Xia, rẽ phải là núi San Xia. Còn đường này không phải núi San Xia nhé. Núi San Xia là núi San à? Núi San Xia là đường phía bên kia. Chị nói là ở đây thì thưởng thức cái món nào là đặc sản ở đây chị? Đặc sản ở bên này thì có các món lẩu này, lẩu Trung Quốc rất là ngon nhé. Cái gia vị của họ thì rất là đặc biệt, tức là nó có một cái chút gì đó nó cay nhưng mà nó lại rất là nhẹ nhàng thôi. Nó cay nhẹ thì nó không cay gắt như là mấy cái món mà của Hàn Quốc đâu. Đây là một cái xe này hải sản này. Thịt chiên, thịt chiên nướng. Cái món này không phải là cái này là vừa chiên nướng này với lại cà lẩu nữa. Có thể nhúng nhưng mà đây là ta có thể nướng. Nướng. Mình thấy đây là có hệ nướng rồi đó. Đậu đũa nữa. Miền Nam á. Việt Nam. Cái quảng cáo. Không biết nói tiếng Việt không? Không biết nói tiếng Việt không? Kia là quán gì vậy chị? À đây là quán đồng dê. Nhìn thấy con dê treo kia chưa? À kia là thịt dê treo mọi người. Quán đồng dê ngon nhất đông hương. Đây là quán đồng dê ngon nhất đông hương. Đúng rồi, quán đồng dê rất là nổi tiếng luôn đó. Mà đâu hương thì mình dùng một hương hết. Thôi là mình ăn. À nhưng mà anh nghĩ là đi vòng nước cái phố thôi, mình vòng lại đi, được không? Chưa được ăn hải sản. Đó là lấy khô. Nuôi khô ăn mình mới cho. Lấy khô đây tươi. Không, ý là lấu khô. Ơ, không phải lấu nước à? Không, nó là lấu khô cũng đầu mình mới cho bia vào. À. Họ ấy hầm nhừ á nha. Chứ không phải giống như của Việt Nam mình là khi nào mình ăn lẩu ấy thì đúng đó. À. Họ sẽ hầm nhừ cái thịt dê rồi. Nó sẽ không có cái mùi hôi của con dê vào. Mình đi qua bên này xem chút đi chị ơi. Cẩn thận anh. Để ý thấy một điều hay không? Họ quy hoạch rất bài bản đúng không? Đây là mấy cái chiếc xe bình, xe lam, xe ở Việt Nam mình á, xe thô hàng họ. Lúc nãy bạn vừa mới nói là mua cái xe này đi bán hàng cho nó dễ quá. Cải tạo lại đó. Đây. Này, nó chạy bằng điện. Đúng rồi. Chạy bằng điện. Con này xe xăng. Xăng. Xe xăng hả? À, xe điện đó. Xe điện. Không có ống khói cho nên xe điện. Đồ chiên đó. Đây là đồ chiên và những món ăn vặt xúc xích này. Anh nhìn hình như là xúc xích. Cứ mỗi quầy hàng được có một cái mã thanh toán như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà thế để ý rằng cái con phố này quay cho mọi người xem nhá. Mình cũng thấy là rất vắng. Trong mặt quá. Đúng không? Rất vắng nha mọi người. Đi cũng thấy ít người mua sắm. Đây là các bạn nói chuyện. Đây là các bạn nói chuyện. Cái này thì là mình nên cho nên là cho con này để là cho bình thái đấy. Không phải sao mà lại nên cho nó quay chứ có phải. Hấp dẫn quá. Thì bắt đầu thèm rồi đấy. Cái này bây giờ nó đổ. Chị mà lên giải mà. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Đi mới xí yên nàn đó bằng yếu mà. Xí yên nàn đó mà. Của mới xí yên nàn đó. Thường những một tô một phần đây là khoảng bao nhiêu tiền chị? Tiền Việt á? Một tô mì mà tự chọn vậy đây? Nó rơi vào khoảng 10 đồng đến 12 đồng. Khi nên thì mấy cái mua thì sẽ rơi vào khoảng 35 mấy cái mua thì cái hòn, chất là liều hòn. Chất liều hòn. Hào chứ đâu mà. Như thế hòn đó lăng mây, nhìn bên nó biên nào là chứ bên chứ bỏ nhau phải. Bỏ nhau cái hầm này. Chúng ta có chứ. 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 Chúng ta có chứ.
谢谢你们，欢迎。一分是多少钱呢？好好，一份是两块钱一份，两块。还有那个菜什么都有。你那个一半的话是？一半的话是？一分呢？加进去的话是大概多少钱？那个每行每呢？加进去的话是大概多少钱？他拿货贵就卖贵。一半的话就是十几块、二十块那样。嗯，有最低的是八块。 8 khoai, 10 khoai. Ừ. Nếu chị chỉ vẫn chỉ là chủng được khoai. Cái món phở này á, thì đầu tiên là 2 đồng một cái bát phở. Sau đó thì mình sẽ thêm những cái đồ này vào. Và mình thêm bao nhiêu thứ ấy, thì người ta sẽ tính từng lấy tiền. Và có thể là 8 đồng cũng có thể là ăn được một bát rồi. Hoặc là 10 đồng, 12 đồng thì tùy theo cái số lượng mà mình chọn ấy. Mình ăn nhiều thì mình sẽ lấy nhiều. Chị bán hàng rất là dễ thương nhá. Đây là món gì vậy chị? Cái này nó là... Cái là chú yêu. Thịt bò. Cái là chú yêu. Đây là chân chuốt này mọi người. Còn đây là huyết nha. Kia thì là gì nhỉ? Lạc sườn. Đây là yên, đây là nhiều yêu. Đây là nhiều chả, gì đó. Gì đó yêu. Nhiều chả. Nhiều chả. Nhiều chả tức là cái đồ từ con bò ấy. Nội tạng. Yêu chứ sắm mới chứ phân ra đây gì. Còn đây là vịt gà nè mọi người. Hắn hào chi là. Cái này chính là mình lão gia đó thôi chẳng, mình ở bên đây. Cái này là ở Việt Nam. Mì Việt Nam. Cái này mình ở bên đây thôi chẳng đúng không? Mì sườn đấy đúng không? Mì sườn xào miên. Đúng không? Làm thử đi, để anh quay nick nào. Hào hào. Để phong ra đây. Là hôm nay hôm nay chỉ. Chỉ sắm mà chưa sắm. Cái này cho chị. Anh thử một mỗi người to đi ha. Anh thử mỗi người một ít đi. Anh thử nhé. Anh thử đi. Mà mà, cái sắm cho nó. Bây giờ thì anh làm to trước đi. Ý thức bạn mình sẽ quay anh ấy nha, xem anh ấy chọn món gì nha. À, vừa lấy tô tự chọn hả? Người muốn chưa? Vừa nổ bắt đến nông, chứ nả cho cái chai đó. Ok. Tức là sao vậy? Mà em thấy cái nhà ừ là sao? Ta? Nó bảo là chọn đồ trước đi, xong rồi ký lấy cái đấy sau. À. Đây, em chọn nha. Chứ chả lắm vào đi mết rồi. Em sẽ ăn... Không ăn gì? Cái này là gì ta? Nấm. Nắm nắm cô. Đúng rồi. Chúng ta trở lại bóng cài sáu hổ. Hay à, hay à, lấy mà. Cái này xin là cái nhiều, nhiều chín á. Xì, chị Nương, chọn gì đi? Chọn gì đi ạ? Cái này, cái gì có ở lên mới ạ? Đây là chơi đồ ở Việt Nam nè. Đúng rồi. À, có gì ạ? À, ăn thêm cái quả này. Chứ có gì ăn phải. Nhiều quá kia mình bị mờ mắt nha. Mờ mắt cho có rối gì hết á. Tim hả? Tim nào anh? Đấy, ở đây. Tim đấy. Khó khăn đó. Kheo liền. Đẹp đẹp. Ai ý vừa khó khăn. Thêm cái chân gà đấy. À, chị chào. Ok. Đâu anh, đâu cho em quay anh chọn những món gì nào. Lấy phở. Cái nói trong phần ha. Đi chi nói trong. Chị thích nào? Okay. Ăn phở nào? Ăn phở đấy. Có điện chính xác mà. Dạ. Ok ạ. Ok là. Nó lì. Mình không đây mình là mình đồ của chị Nương đây. Mình thì thấy có nấm này. Nấm kim đúng không? Con đấy nhá. Nấm kim này. Cái này là gọi là bánh gật gù này. Bánh gì? Cái này gọi là bánh gật gù nha. Ồ, chị nhớ cho em xem cái gật gù nha. Đó, thấy không? Gật gù quá. Hơi to nha. Vừa to vừa dài nha. Đó, chị Nương là thích to và dài nha. Gật gù luôn. To và dài nhưng mà có thêm trứng nữa. Đó nhớ, phải có thêm trứng nữa. Nhưng có đúng bài bản không? Đúng bài bản luôn. Ăn thêm... Đây là vị ăn chè không mất tiền đúng không? Gà chạy... Chân gà này. Ăn nhiều hơn. Chứ có sủi. Cô đang lột này. Đâu ngại đâu rồi? Có đâu ngại không? Đây là nồi nước chẳng qua. Cô thán hậu sẽ vào. Như là sao bấu đúng không? Bên đi họ sẽ à? Cô điêu á? Ngay sẽ mấy gì thì không biết. Như muối. Ừ. Sau khi mà làm xong cái tô này thì phải mình tự bỏ gia vị tùy thích của mình. Có như muối, hành tây, hành tím. Đây là măng. Măng chua. Củ cải. Củ cải muối. Ớt. Sẽ thế nữa kìa.
Ăn xong mà không còn rửa tô luôn, dục cái túi ni lông này. Giấm chua quá. Ok. Cô chào em, mua sợi phun đi vai không? Cái đó ok này. Cô đổ nước sốt vào này và để trong túi ni lông á thì bây giờ ok là anh xong cái túi của mình rồi chưa trên thang lấy cao một chiều ấy cậu ấy cậu lắm thầy rồi ok 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 à nếu sao mà chưa trả chưa trả bỏ như vị vào tùy thích của mình à gì làm này thôi đây cái gì bây giờ à chưa lấy cô gì làm em quay cận cái chấm của chị nó chấm đúng không? Một tô của mình là khoảng bao nhiêu ta? 90.000, 80.000 80.000, 90.000. Cái tô của anh là 80.000 hay sao? Còn tô của em không biết. Sao sao vậy? Anh nghĩ chắc xem như vậy đó. Hay lắm, xin mình vào lắm. Ừ. Còn cái tô này hình như là của chị Nương đúng không? Đúng rồi. Đấy à. Cái gì mà dài dài cao 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 thế kìa. Xíu một khoai 15 đồng nhá, tô của mình 15 đồng nhá, tức là 50.000 thôi nhá. 50.000 thôi. Sao tô của bạn lại đắt vậy? Sao tô của em lại mắc như thế? Nhập nhiều đồ. Không, em nhặt ít đồ mà. Các giải thao có sự mất sữa phải à? Hắn nó cơ. Hào hào quá. Cái gì cái mê này cả? Cứ chờ em hắn nhục, hắn nhục. Này là măng chua. Hắn nhục. Chỉ ký chỉnh á chẳng hài lỗ. Em mãi loài cái lỗ phô này. Một cái mì hoàn hảo ở Việt Nam mình á. Cái gì mãi loài cái gì? Một gói mì ở Việt Nam mình 4.000, qua đây thì 4 đồng, 4 nhân cho 3 là khoảng 12.000 đồng. Rồi, mình sẽ bỏ thêm một ít, không biết cái này là gì thôi, có gia vị bao nhiêu thì cứ bỏ bao nhiêu. Và mình sẽ được thưởng thức muỗng này, đũa này. Ờ. 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 Hải Phòng à, Hồ Nội à, na bên tôi đều đi qua. Ừ, ở đây đi qua rồi. Tôi cũng ở đây đi qua. Bạn ở đây đi qua được không? Được. Còn cái gì? Mất chân gà rồi, vừa chọn chân gà, bây giờ không lấy chân gà đâu nữa. Bên kia thử anh thấy không? Ở đây có chân gà. Lấy đi, lấy đi. Không, bên đây chọn rồi. Ok anh, lấy cái gì? Đây quán họ dùng một cái bao ni lông bọc lên trên cái tô. Tất nhiên thì ăn đồ nóng mà ăn như vậy nó cũng không có tốt, tại vì cái chất nó thải ra thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cô này cổ tiện dụng cho nên là cổ bọc lên vậy luôn, khỏi phải rửa. Ở bên đây cái khu này nó bán như thế này, nó toàn như vậy á. Nó toàn để chỗ này thôi. Bọc ni lông vậy á. Đúng rồi, chỗ cửa hàng nào nó bán như này cũng vị vậy hết. Không phải là mỗi như cô này. Rồi, bây giờ mình thưởng thức á mọi người. Nhớ mà nói đừng nữa. Ăn thử xem sao, thấy thế nào? Ok không? Xem nó có đủ cay chưa này, nó thêm cay nữa. Ừ, cái gia vị sao? Không. Cái nước nó ngọt lắm. Nước ngọt hả? Hay kia thấy em người miền Trung hoặc miền Tây thì họ cho thêm chút đường rồi. Đâu để anh thử xem mà. Tại vì em ăn rau củ nhiều. À đấy hả? Ừ, có thể ăn ngọt hơn đấy. Nói chung là cũng khá ổn. Cũng được, ngon đấy. Ngon mà. Tô của mình đây gần 100.000 cho mọi người. Mì hào hào trộn với lại lục phủ ngũ tạng các loại. Này là phú lạ đấy ạ. À, chị gái này chị khai vị đó. Ờ, cái này là chị gái ớt cay nhá, để mọi người bảo là ăn để khai vị. À, khai vị. Khai vị hồi nãy chị nói từ khai vị á, là tiếng mường tiếng Hán ở Việt Nam mà đó. Ờ, đây là món khai vị này mọi người. Khai vị bằng ớt nha. Ớt ăn ok lắm. Ớt được. Ớt sao mà? Ớt xanh. Ừ. Có vị ớt nhưng mà lại không cay nữa. Ừ. Không cay. Ngon mà. Hay thiệt. Cái cảm giác mà giống cũng kiểu như đang muối chua ấy nhỉ. Có muối. Có gừng giấm. Đây, em thử tô em xem. Wow. Rất ngon. Nhìn thấy hấp dẫn này. Đúng là chả lụa Việt Nam này. Em này không thích ăn chân gà. Đây em nhường cho anh cái chân gà này. Ồ. Oh. Đó. Mấy anh chỉ thắc mắc là của em. Sao lại của em có chân gà hay là nó chạy sang bên em ta? Em có vừa lấy con nhà đâu?
em không nhặt trứng gà nha. Mày là tô à, tô là tô của em rồi. Đây là nhầm rồi. Nhầm rồi. Cô ấy chia nhầm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì em không chọn trứng mà là gì mì hào hảo. Bao nhiêu chị? Để mình chuyển cho. Anh chị đây, quay quay cái đoạn chuyển tiền cho mà xem. À đúng rồi, quay đoạn này nha. Đây là chắc. Xong nhá. Rồi, đợi chờ mà. À, đây là cách thanh toán tiền bên Trung Quốc. Họ sử dụng toàn ví điện tử mà. Và mọi người thấy không? Hồi nãy giờ tụi mình ăn là 85 tệ hả chị? Đúng rồi, 85 tệ nhé. À, và được thanh toán như vậy. Ồ. Tinh, đã sang. 85 tệ nha, cho 4 phần ăn của thì, chị kiểm tra kìa. Chị đang kiểm tra. Ấy, sổ tài hả? Xe mát chào á. Rồi xong. Bây giờ mình đi bộ qua bên quảng trường ha. Đi đường này nhé. Bye bye. À, sau khi ăn xong thì mình sẽ đi dạo ra quảng trường cho mọi người xem cái khung khí. Sau khi ăn xong thì mình đi dạo qua quảng trường và cho mọi người xem cái không khí ở thành phố Đông Hưng về đêm. Sau mấy năm dịch bệnh thì thành phố ở đây bắt đầu mở cửa trở lại và mọi thứ trở nên vẫn còn đang mới bắt đầu thôi. Ở đây có một cái bảng hiệu có chữ tiếng Việt mọi người. Kem bán buôn, tức là họ bán cái kem ký ha. Đúng, nó là kem, là họ bán kem nhưng bên đây nó sẽ dịch, nó hay dịch ngược. À, dịch ngược là ví dụ bán kem đi ha. Thì dùng là kem bán buôn. Hay bị dịch ngược. Cũng khá là nhiều cái bảng hiệu nè. Sinhai Pharmacy. Thuốc đông y.